Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, ở hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Ở kính mong tất cả quý vị hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh. Và quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh YouTube Tuấn Anh Studio vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tôi anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đêm này có thể xác định là một đêm không bình thường. Vào canh ba, đồng cô bảy Thiên bị một luồng sát khí thấu xương làm cho giật mình tỉnh giấc. Dựa vào bản năng, hắn nhanh chóng lăn người từ trên giường xuống mặt đất. Đồng thời, ngày lúc đó, một luồng tiên thiên kiếm khí phóng tới chiếc giường, xé chiếc giường làm đôi. Đồng cô bảy Thiên từ dưới đất bật lên, thì thấy một kẻ mặc áo đen che mặt, điển hình của một sát thủ đang đứng phía góc tối của căn phòng. Tên sát thủ một lần nữa vung kiếm chém về phía hắn. Sau khi lạnh lẽo khiến cho nhiệt độ của không khí hạ xuống thật thấp, có thể thấy tên sát thủ này đã đạt tới thứ cảnh giới vương cấp. Công lực thật là thầm hậu. Kinh nghiệm lão luyện chuyển hướng tới những điểm yếu chết người của độc cồ Bài Thiên mà tấn công. Từ khi bắt đầu, thì đầu cô bại thiên còn bị dồn vào cảnh luống cuống chân tay nhưng dù sao công lực của hắn cũng đã đạt đến vương cấp dù cho trong tay không có kiếm thì tên sát thủ căn bàn không làm khó gì được hắn mấy chiều dạo đầu qua đi sát thủ áo đen đã bị đầu cô bại thiên áp đảo ngược lại kiếm chiều xuất ra không còn sự sắc bén đúng lúc đó căn phòng vốn lờ mờ đột nhiên bùng phát ra một luồng khói đen dày đặc kèm theo mùi hôi thối độc cô bại thiên giật mình nhảy dựng lên đầy rõ ràng là khói độc hắn vội vung trưởng lên muốn đẩy tên sát thủ ra khỏi phòng nhưng tên áo đen vẫn liều chết bám lấy hắn quyết không buông tha kiếm chiều của hắn phát ra càng lúc càng nhanh và ác độc hơn độc cô bại thiên hừ đành một tiếng thầm nhủ vốn muốn vùi đùa với người một chút nhưng đây là do người tự mình tìm lấy cái chết hắn liền phất tay một luồng ánh sáng lập tức phá tàn bóng tối một thanh trùy thủ giống như một con độc xà lao vút về phía tên áo đen. Tên áo đen giật mình kinh ngạc, bởi vì trước khi tới đây, tổ chức sát thủ của Y đã nghiên cứu về chiều số võ công của độc cổ bại thiền rất kỹ, nhưng chưa từng nghe qua hắn sử dụng ám khí. Thanh trùy thủ dễ dàng xuyên qua thân thể của tên sát thủ, tạo thành một tiêm máu bắn ra không trung, cuối cùng cắm ngập vào trong bức tượng. Tên sát thủ giống như một con trạch trơn tuột lao qua cửa sổ ra bên ngoài. Trong chớp mắt, hắn đã ra đến bên ngoài của tòa nhà. Muốn chạy hư không dễ như vậy đâu. Người nghĩ rằng, kẻ nào cũng có thể đến giết ta sao. Đồng cô bại thiên rút thanh trùy thủ ra khỏi tường, rồi cầm kiếm lên đuổi theo như bay. Sát thủ là người am hiểu nhất về tiềm hành, ẩn tung, chạy trốn. Đương nhiên cũng là một loại bổn sự không cần phải nhắc đến. Khuyên công của y rất cao, nhưng y lại bất hạnh khi gặp phải đậu cô bại thiên với thần hư bộ pháp, cự ly giữa hai người càng lúc càng bị thu hẹp lại. Đến một cung trễ thân hình của tên tích khách đột nhiên dừng lại, sau đó chậm chậm quay người, lại nhìn đầu cô bại thiên. Không hay, chúng mai phục rồi. Ý nghĩ này vụt hiện lên trong đầu của hắn. Trên các mái nhà, các bờ tường, lần lượt xuất hiện những bóng đen. Đồng thời có rất nhiều bóng đen từ bốn phường tam hướng xuất hiện, tay làm làm đào kiếm. Xem ra, các người cũng hào phí không ít tâm tư vì một mình ta mà bay ra trận thế lớn thế này. Ta cũng đã nghĩ tới, sát thủ tổ chức có thể xuất ra một tên cào thủ thư vương cấp, sao lại có thể giản đơn chỉ phải một người đi ám sát ta? Thì ra sớm đã cho người mai phục ở đây. <laughs> các người cho rằng như vậy là có thể lấy được tính mạng của ta sao? Đúng là tức cười. Khi quần hùng thiên hạ hợp lực vầy đánh ta cũng không làm khó được ta. Bằng vào đám người này của các ngươi tính là cái gì chứ? Đồng cô bại thiên cất tiếng cười vang trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Một tên áo đen cười lạnh, đọc cô bại thiên, người chớ vội đắc ý, người cho rằng tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể giết được người hay sao. Giết người cũng là một loại kỹ xảo, một loại nghệ thuật. Đám người từng truy sát người lúc trước đều là những tên võ biển, chỉ biết dùng sức trâu mà lao tới, bị người khác lợi dụng mà không biết. Người trần chính biết loại nghệ thuật này là loại người chỉ cần có thể biết được đối phương thì có thể là không từ thủ đoạn. Nói đến đây, tên áo đen đột nhiên lùi lại một bước, đồng thời một trận mưa tên bắn về phía đầu cổ bài thiên. Đáng chết, đúng là không từ thủ đoạn, không ngờ ta lại bị hố mẹ nó chứ. Đầu cô bài thiên ngầm rủa một tiếng, vội vàng vận chuyển công lực trong người, rút kiếm vùng lên, tạo thành một mạng bảo vệ. Tất cả những mũi tên chạm vào vòng bảo vệ do lưới kiếm tạo nên, thì có thể nói đều bị chém nát vụn, rời rụng khắp mặt đất. Hắn một mặt chống đỡ mưa tên, một mặt thét lớn đúng là người chết vì của cải chìm chết vì thức ăn đám người chán sống các ngươi bằng vào chút bổn sự nhỏ nhoi này mà cũng đòi giết ta các người chồng thấy rồi đó thứ này đối với ta căn bản không một chút tác dụng nào độc cô bài thiên ta khuyên ngươi nên giữ chút sức lực đi muốn đả kích sĩ si khí của chúng ta sao <laughs> đã là sát thủ thì thần kinh cũng phải vững như thép không bao giờ lung lay bởi mấy câu nói của ngươi độc cô bài thiên cười lạnh nói Ta đúng là không biết các người lấy cái gì để giết ta. Chẳng nhẽ lại bằng mấy thứ phế liệu này sao? Đối diện với sự vành pháo của đầu cô bại thiên, đám sát thủ chỉ biết im lặng bất động. Đợi đến khi đầu cô bại thiên bị tiêu hao sức lực thì mới lao lên. Đầu cô bại thiên sao lại không thấy ý đồ của bọn họ cơ chứ? Hắn liền vận công lực toàn thân, trường kiếm lập tức trở nên sáng trực. Một luồng ánh sáng phóng vọt ra khiến cho đám tên trên không. Bây giờ, đang bắn tới tan thành bụi vấn là tả rời xuống. Ngay sau đó, hắn như quỷ mị lao về phía tiền sát thủ thứ vương cấp mà hắn đã đánh trọng thường trong phòng của khách điếm. Trước khi hắn kịp lao tới chỗ tiền sát thủ, thì từ phía sau y đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đồng cô Bãi Thiên chợt thấy lạnh lạnh sống lưng. Bằng vào cảm giác, hắn biết rằng hai kẻ này tuyệt đối là cao thủ thứ vương cấp. Hắn thàn thầm, kế sách của đám sát thủ đúng là cẩn mật. Tất cả đều là do hắn tự đầm đầu vào lưới. Bà tiền sát thủ thư vương cấp lạnh lùng nhìn hắn. Bà thành trưởng kiếm khẽ rung lên. Ba đạo tiền thiền kiếm khí cùng lúc phóng về phía hắn. Đối mặt với những luồng kiếm khí trói lòa, phá tàn bản đêm. Dòng máu hận thù trong cơ thể hắn lại sôi sục Vô tận sát ý trong lòng hắn dâng lên. Hắn liền chém ra một kiếm. Nhặt kiếm tràn đầy khí phách như một ngôi sao băng nghỉnh đón một đòn toàn lực của bà cao thủ thư vương cấp. Ánh sáng chói mắt hiện lên giữa bốn người giống như mặt trời sáng rực cả trời đêm, kèm theo những tiếng ầm ỉ không ngớt. Tuyết còn phủ trên những bờ tường xung quanh tan chảy như gặp phải ánh mặt trời. Bốn người đồng thời cùng lui về phía sau mấy bước, để lại trên mặt đất những vết chân hẳn lên mặt đường. Tên sát thủ lúc trước bị thương, giờ vết thương trên ngực lại nứt toạc ra, máu tuần xối xả. Ở phía xa xa trong bóng tối, có một đám người đang ẩn náu. Nếu như đầu cô bại thiền nhìn thấy, thì nhất định sẽ nhận ra Đám người này chính là đám thủ hạ miễn phí, có nghĩa vụ không ngừng thông báo cho hắn. Lúc này, nhóm người này đang kẽ bàn tán. Một kẻ trong đó cất tiếng nói, tổ chức sát thủ được xếp thứ hai, đúng là danh bất hư truyền. Có thể cùng một lúc phái ra mà tiền sát thủ thư vương cấp, đúng là rộng rãi. Độc cổ bài thiền có thể sống sót hay không, thật là khó nói trước được. Vậy chúng ta còn không mau đi giúp hắn đi. Người vừa mới nói lập tức cắt lên người đúng là kẻ ngu ngốc. Người cho rằng Nam Cung tiểu thư muốn chúng ta thật lòng giúp hắn sao? Người quên là tiểu thư đã nói rằng phải hành sự tùy cơ ứng biến hay sao? Dồn độc cô bại thiên vào chỗ chết mới là tầm nguyện lớn nhất của tiểu thư đấy. Độc cô bại thiên bình ổn huyết khí đang không ngừng nhộn nhạo trong người. Trừ kiếm chĩa về phía ba tên sát thủ. Ba tên diều cấp sát thủ, ánh mắt sắc lạnh, nhìn hắn chăm chăm. Bốn người cứ giữ nguyện tử thế như vậy một luồng áp lực vô hình xuất hiện giữa hai bên, khiến cho mỗi người có mặt tại đây đều có cảm giác bị đè nén bực bối. Đúng vào lúc này, thì có tiếng xé gió vòng lại, một loạt mũi tên bắn thẳng với phía đầu cô bại thiên. Đáng chết thật! Đầu cô bài thiên chửi đồng một tiếng, trường kiếm chém về phía mũi tên. Đồng thời lúc đó, bà thành kiếm của bà tên siêu cấp sát thủ cùng lúc chém xả với phía đầu cô bại thiên. Đối mặt với bà luồng tiền thiên kiếm khí khủng khiếp, hắn khục chút lò lắng, tay phải vũ động trường kiếm chém nát tất cả những mũi tên phóng tới. Còn thanh trùy thủ ở bên tay trái cũng vùng lên đón đỡ đòn tấn công của bà tiền cao thủ thư vương cấp. Lại là sức mạnh đối kháng lần nữa, thanh trùy thủ cùng với ba luồng tiền tiền kiếm khí và mạnh vào nhau. Thân thể độc cô bại thiên kẽ rùn rẩy suýt ngã, phải liên tục lùi lại mấy bước mới có thể đứng vững. Đáng chết thật, bọn rác rưởi các người. Đối mặt với đám sát thủ không ngừng bắn tên về phía mình, độc cô bại thiên cảm thấy phiền phức sát ý trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm trường kiếm trong tay phải cùng với chùy thủ nơi tay trái để chéo trước ngực mà thét lớn giết hai luồng hóa hình kiếm khí hiện lên giữa không trung sau đó phân ra thành vô số đạo kiếm khí bắn về phía đám cùng tiễn thủ đối mặt với đầu cô bại thiên bao bọc ở trong ánh sáng đám sát thủ không còn chút sợ hãi tên vẫn bắn như mưa về phía của hắn nhưng đám tên này tiến vào gần đầu cô Bại Thiên khoảng nửa thước, đều bị một luồng sức mạnh ngăn chặn và chấn nát thành bụi bay vất vờ trong không trung. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thấy không có biện pháp nào có thể tạo thương tổn cho hắn. Đám sát thủ liền vội vã lùi lại. Đó chính là quy tắc của sát thủ, tuyệt đối không tấn công vô ý nghĩa. Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi. Trong mắt của độc cô bại thiên lúc này ngập tràn sát ý. Chân của hắn đạp thái hư thần bộ, như hổ lọt vào giữa bảy dê. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Mỗi một chỗ hắn lướt qua, hai bưu kiếm và trùy thủ trong tay của hắn, như là nơi hái tử thần không ngừng cắt đứt những sinh mạng. Lúc này, sinh bệnh dường như không đáng giá đến một xu. Máu nhiễm đỏ cả mặt đất, trong không khí nồng đặc mùi máu tanh tươi. Trong chớp mắt, mặt phố đã xuất hiện đầy rẫy xác chết để khi bên cạnh hắn không còn một kẻ nào đứng được. Lúc đó, dòng máu sôi sục trong hắn mới dần dần lắng xuống. Đột nhiên, độc cô vải thiên cảm giác được nguy cơ rất lớn. Hắn nhớ tới bà tên cao thủ tư vương cấp, bà tên siêu cấp sát thủ, vì sao lại không có ý ngăn cản mình. Lúc hắn nhìn ngang ngó dọc, tìm kiếm bà tên siêu cấp sát thủ, thì mấy tên sát thủ đẩy một cỗ đại pháo xuất hiện trước mặt hắn nòng pháo đen ngòm chĩa thẳng về phía hắn dây dẫn đã được châm ngòi chỉ một chốc đã cháy gần hết hắn cảm thấy lạnh buốt cả xương sống đây chính là một sát cục được bố trí rất là tỉ mỉ kinh ngạc qua đi vào thời khắc sinh tử trong lòng độc cô bại thiên đột nhiên trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ không có chút sợ hãi nhưng đây không có ý là hắn đã buông xuôi tính mệnh của mình thân thể của hắn đột ngột lao về một bên cùng lúc đó dây dẫn nổ đã cháy hết nhưng không có tiếng nổ lớn như hắn tưởng tượng khẩu pháo chỉ phun ra một đám lửa nhỏ cũng chỉ là một đám lửa nhỏ mà thôi ba tên siêu cấp sát thủ vội vã xuất hiện phóng về phía mấy tên sát thủ đẩy pháo quát nạt có chuyện gì xảy ra vậy có chuyện gì xảy ra vậy bọn chúng thực sự muốn phát điên kế hoạch hoàn mỹ như vậy đột nhiên lại bị phá sản một tên sát thủ liền cúi người xuống kiểm tra sau đó nhỏ giọng nói, đạn pháo hình như đã bị kẻ nào đó lấy đi, thay vào đó là một chút thuốc súng mà thôi. Cái gì, còn mẹ nó chứ. Bà tên siêu cấp sát thủ vừa kinh hãi, vừa phẫn nộ. Độc cô bài thiên đứng dậy cười lạnh, muốn lấy mạng của lão tử sao, còn mẹ ca cười, cứ nằm đó mà mơ đi. Bà sát thủ thư vương cấp nhìn hắn hằn học, mắt như muốn phun ra lửa, không bao giờ biết được kết quả thế này. Ba người tuy có lòng muốn đánh tiếp, nhưng sát thủ thụ thường đầu tiên không còn trụ nổi. Việt thường lại thấm máu ra bên ngoài. Chúng sát thủ đều tỏ vẻ bất cam rời đi. Đồng thời, các đứa tử nằm cùng thế gia quan sát ngoài xa cũng bây giờ lặng lẽ rút lui. Đầu có bài thiên tuy muốn truy kích, nhưng đánh áp đặt sùng động. Bởi còn sát thủ đệ nhất của thích quyết vẫn lén quan sát. Nếu đằng lúc hắn đối đầu với tổ chức sát thủ đệ nhị mà tích huyết sát thủ xuất hiện thì hắn tất nguy hiểm chết tiệt người ba giáo sao còn chưa xuất hiện lão tử ra trận thế hoành tráng như vậy đợi các ngươi đến thu thập tan cuộc nhìn hỏng pháo đen ngòm hắn có cảm giác chết thì sống lại thật sự sinh tử mong manh thật ra ai mang đạn pháo đi rồi nhỉ khẳng định không phải bọn mà giáo đáng chết nếu là chúng chắc đã từng công với ta cùng lúc đó hắn cảm ứng được thần thức hùng mạnh xuất hiện gần đó, cảm giác từng quen biết dấy lên trong lòng. Mẹ nó chứ, để cảnh cao thủ, lẽ nào là vương bắt đàn nam cùng vô địch đến đây? Nếu là lão ôn dịch này, lão tử chỉ còn nước chảy thôi. Hắn chưa tính toán xong, sau lưng xuất hiện khí tức mạnh đến độ khiến cho hắn rùng mình. Hắn không hề nghĩ ngợi gì, ném cả trường kiếm và đoàn trụ ra phía sau. Hai lần tiền thiền kiếm khí như bùn đất tan biến cả, vô ảnh vô tung. Hắn không thể xoay người lại, bởi như thế sẽ bị đối phương tấn công không thể trả đòn ngay. Chỉ còn cách lao tới thật nhanh thôi. Nhưng khí tức nghẹt thở vẫn bám sát sau lưng, khiến cho hắn không dám ngừng chân. Đồng cô vải thiên uất ức cực điểm, bị đuổi chạy suốt mười mấy dặm, rơi khỏi tiểu trấn mà vẫn không nhận rõ diện mạo của kẻ đang bám theo. Hắn muốn lớn tiếng mắng chửi, nhưng sợ bị lãnh một trưởng nên đành vận chuyển thần hư bộ đến cực hạn, mà vẫn không cắt đuổi được đối thủ. Mẹ nó chứ, xong rồi, cứ thế này mà bị chết thì thật là xui xẻo. Hắn ném cả trường kiếm và đoạn trụy trong tay về phía sau, đoạn quay phát lại, đầy bệnh song trưởng. Đáng sợ là, hai bót bình khí được dồn vương cấp công lực. Quảng hỏa lấp lánh đó lại bị người kia dùng tay không bắt lấy một cách dễ dàng. Nhưng không dùng chính bình khí của hắn đón song trưởng của hắn, mà nhẹ nhàng tránh sang một bên, rồi thực hiện động tác khiến cho hắn khóc dở mếu dở, dùng truy thủ cắt vụn thành trường kiếm, nhìn rõ người đó rồi, hắn đầm cả kinh. Người đó mặc thanh y, mặt che khăn xa, chính là đế cảnh cao thủ thần bí vẫn trợ giúp cho hắn. Là các hạ sao? Hắn sững người, hồi lâu không nói được nên đợi. Bà nãy, các hạ lấy đạn pháo đi chăng? Dòng người đó vẫn như trước, không thể nhận ra già trẻ nam nữ. Nói lời thừa, không phải ta thì tiền gốc người đã chết một vạn lần rồi. Đồng cô bại thiên rùn giọng nói. Cô, cô, cô là huyên huyên à? Huyền Huyền ư? Huyền Huyền là ai chứ? Ta biết côn đường nhất định là Huyền Huyền. Lúc ta bị người thiên hạ truy sát, thì trừ cô nương còn ai đến cứu ta chứ? Trừ cô nương cản ra, thì còn ai có tù vị cào thầm đến thế này? <laughs> không ngờ bị người nhìn ra rồi. Từ lúc nào mà tiểu bạch ngủ ngốc, biến thành thông minh như thế nhỉ? Thật là bất hứng quá. Sao người không giả bộ không nhận ra, để ta cao hứng một lát? Bị nhận ra sớm thế này, thì còn gì là vui vẻ chứ? Đói đoạn nàng cởi khăn xa xuống, tỏ vẻ bất cam. Huyền huyền, thấy cầu đường ta thật sự vui quá, ta... Thấy thiên trị kiểu nữ, đục cô bại thiền cảm giác mặt nóng lên, nước mặt xuyên đưa trời xuống, cố lắm mới nén được. Hắn cảm động vô cùng. Cả thiên hạn đối địch với hắn chính là chính tả lưỡng đạo trù sát hắn, thì cô bé này bất chấp ước định giữa các đế cảnh cao thủ mà ngấm ngầm trợ giúp cho hắn. Người đúng là lều lều đều. Nam Nhi mà như nữ nhân, mặt đỏ như thỏ trắng, đúng là tiểu bạch của ta. Tâm tình kích động của độc cổ bại thiền dần lặng đi, nghe huyền huyền phể phán, bật răng lại nở nụ cười. Đó mới là huyền huyền mà hắn biết, là bản sắc tiểu mà nữ. Thế nhưng, nhìn huyền huyền đang vui vẻ, tâm tình đau buồn u uất bao ngày của hắn, tự hồ được quét sạch, thậm chí muốn bật cười theo. Huyền huyền, trước khi ta vào ma vực, hình như thấy một người ăn mặc giống cô nương, cũng che mặt, rồi mới giọt lệ vì ta, rồi đau lòng lui đi. Người đó là... Tên khốn, còn dám nói hả? Lục thanh người vào đó làm ta sợ quá. Ta vất vả lắm mới tìm được tiểu đệ chơi cùng. Không ngờ người ngốc đến hết thuốc chữa, lại chạy vào ma vực. Cũng may người màng mệnh còn rán, vừa cứng vừa hôi, đánh mãi không chết. Đau lòng quá, không ngờ cô đường cô đường coi ta thành bạn chơi, hại ta lo lắng cho cô đường lâu như vậy. Huyền Huyền lấy làm lạ, người lo cho ta sao? Đồng cô bại thiền mới đáp. Đúng, ta còn cho rằng cô nương thích ta. Ôi, ta sợ lúc đó cô đường tuẫn tình vì ta. Đau lòng quá. Còn rán kia, tiểu bạch đáng chết. Đúng cả vụ ẩn phong, ta còn chưa tính toán với ngươi. Hôm nay lại đòi giờ cho, ta giận rồi. Đoạn nàng cười cười bước tới. Đồng cô bại thiền run lên. Tuy hắn quen tiểu mà nữ chưa lâu, nhưng hiểu rõ thủ đoạn của nàng ấy. Lục mới quen, đã đếm đủ khổ đau rồi. Giờ lại thấy nụ cười quen thuộc, hắn phảng phất nhìn thấy ác ma vẫy tay với mình. Huyên <laughs> huyền, huyền huyền ơi là huyên huyền, cô thấy trang đêm này có đẹp lắm không chứ? Đúng là đẹp thật, đáng tiếc là đêm nay không có trăng. Tả ngất, tả ngất mất thôi. Hắn thầm thẹn, định tìm chủ đề để mà tiểu ma nữ không chui đến mình nữa, nhưng không thành. Đúng, đúng rồi, hôm nay không có trăng, là thời tiết tốt để đi ăn trộm đấy. Nơi này không có bảo tàng nào nhỉ, chỉ bằng chúng ta thám thính bột phen. Cũng như lần xuống cung điện dưới lòng đất thồng châu thành, ở thành phòng đế quốc, kịch thích thật. Kịch thích cái khỉ gió gì? Hiện tại, ta chỉ muốn có mỗi một việc, đó là đánh người thành đầu heo thôi. Độc cô vại thiên như mũi tên rời dây cùng, lao vụt đi, vận chuyển thần hư bộ đến cảnh giới cực trí. Ồ, oh, mấy tháng không gặp, mà người lợi hại thế này, chạy nhanh lắm đấy. Tả ngất, tả ngất mất thôi. Độc Cô Bại Thiên thầm thở dài, tiểu ma nữ nháy mắt đã đến sau lưng hắn. Công phu của ta so với Huyền Huyền đã đạt tới đế cảnh, quả thật không sánh nổi. Hai người cứ chạy như gió trên đường, tiếng Độc Cô Bại Thiên vang lên ngoài xa. Huyền Huyền, chúng ta vừa gặp mặt, không đến thế này, ta đi cùng cô được chăng? Không được, không có nửa điểm thành ý. Vậy thì Độc Cô Bại Thiên vừa chạy vừa mặc cả, sau cùng thì nói, để thể hiện thành ý ta quyết định lấy thần ra đền đáp. Cô, cô đường thấy thế nào? <laughs> ta thấy, ta thấy thế này đi. À, huyền huyền, cô đương, cô tưởng thật sự hạ thủ. Ây ra ây ra. Hai người đuổi đuổi chạy chạy. Đến khi đầu cô bại thiên kêu thảm liên hồi, gục xuống, thì truy sát mới kết thúc. Hồi lâu sau hắn mới nói, huyền huyền cổ nương, lúc trước cô đương xèn vào việc của ta, để cấp cao thủ khác không gây khó dễ cho cô đương ư. Họ không có chứng cớ Cũng phải xem ta là ai đã Đồ cô Vải thiền suy nữa bật cười Hắn không ngờ Tiểu gia đầu không chỉ là kẻ khó trêu Với hắn Mà trong các đế cảnh cao thủ Cũng được coi là tác nhân viên hà Cô đương được xưng là Loạn thế tiểu ba tiên chăng Hắn mỉm cười nhìn nàng, Chết tiệt Lão đầu tử chết tiệt lại lộ ra rồi Người gặp lão lừa đảo ở vụ ẩn phong chăng Không phải không phải nghe một toán vương cấp cao thủ nói thôi. Hắn bật cười rồi đáp. Mấy lão khôn đó lại nói ra việc của ta. Hừ, hãy đợi đấy, người còn cười à? Huyền Huyền vẫn hận trừng mắt nhìn hắn. Hắn giật mình dừng cười lại. Ta thấy cái danh hiệu loạn thế tiểu mà tiền rất là dễ nghe. Sao cô nương lại không thích như vậy nhỉ? Hừ, dễ nghe cái quái gì? Vừa loạn thế, vừa ma. Cứ gọi ta là tiểu tiên tử được rồi. Độc cô bại tiền dụ thầm. Nếu là ta ta sẽ gọi cô là loạn thế tiểu mà nữ. Ngoài miệng thì hắn lại nói, đúng, nên gọi là huyền huyền tiểu tiền tử. Xong, hắn không giấu được nụ cười. Huyền huyền trực mắt nói, ta nghĩ ra rồi, đúng đó hình như có cả một lão đầu tử họ độc cô đặt danh hiệu cho ta. Tuy trong các đế cảnh cao thủ không có lão, nhưng ta biết công lực của đáo có thừa đứng vào hàng ngũ đó. Đoạn hắn nhìn đầu cô bại thiên càng lúc càng sáng, và việc của người đây gây loạn giang hồ xôn xao cách đây chưa lâu. Ta nghe nói già già của ngươi thể hiện công lực đỉnh cấp đế cảnh. Xem ra, xem ra. Cô đường không nghĩ người đó là già già của thằng đó chứ. Hình như cô được liên tưởng hơi quá mức. Hơn nữa, hơn nữa, dù thật sự là lão nhận già thì cũng có gì liên quan đến ta đâu. Trả nợ thì con trả. <laughs> Ai bảo ngươi là tôn tử của đạo đầu xấu xà đó chứ? Khoan, khoan đã, Hiện tại con chưa khẳng định được đó là gia gia của ta. Sao cô đường võ đoán như vậy? Đầu cô bại Thiên giật mình. Yên tâm, vừa mới hoạt động gần cốt xong, ta chưa muốn vận động thêm nữa đâu. Đầu cô bại thiên vô cùng phiền muộn. Tiểu nhân đầu tuy có ẩn huệ lớn với ta, nhưng nhưng mà sẽ có một ngày công lực của ta hơn cô. Lúc đó thì hãy đợi đấy. Ngươi cười cái gì? Không, không có gì. Huyền huyền, sao người đó lại đặt danh hiệu này cho cô? hiếm khi tiểu bà nữ tỏ vẻ ngại ngùng. Lão đầu xấu xa đó, đúng là nhỏ mọn, ta chỉ mượn tiền của lão mà thôi. Mượn tiền là vô tình lấy từ túi người ta ấy à? Đúng, nhưng bị lão đầu xấu xa đó lặng lẽ lấy lại. À, hóa ra là như vậy. Cô... Đâu cô bài thiên muốn cười vang, nhưng không dám cười thành tiếng. Huyền Huyền vẫn hận nói. Lúc đó ta không còn một đồng, định bận lão mà không có được. Sau cùng đánh với lão một trận tiền không được đồng nào mà còn dành hiệu khó nghe như vậy. Độc cô bài thiên chỉ biết than thầm, đúng là tiền trì kiểu nữ, đúng là tiểu mà nữ, đúng là loạn thế tiểu ma tiên. Làm sao mà thoát khỏi tay của ta cơ chứ? Người, người thở dài cái gì chứ? Còn cười gì mà nỗ khí trầm trầm so với độc ta mới gặp có khác nào hai người khác nhau? Có phải vì bị người ta trùy sát hai tháng nên biến thành thế này không? Huyền huyền cất tiếng hỏi độc cô bài thiên. Ôi, cô đương còn nhỏ, có những việc không trải sự đời, không thể hiểu được. Sau này cô đường sẽ hiểu thôi. Xì, ai nhỏ hơn hả? Người lớn hơn ta bao nhiêu chứ? Con tường minh là lão đầu chắc. Ta biết rồi, nhất định là vì nữ tử tên từ đổ minh nguyệt gì đó, đúng không nào? Không ngờ đại sắc làng ngươi xì tỉnh đến như thế. Đầu cô bại thiên cười. Cô đường biết nhiều nhỉ, không phải vì thích ta nên mới lén điều tra ta đó chứ. Đi chết đi, huyền huyền túm cổ áo của hắn ném đi, giận dữ nói. Ai thích nghe mấy chuyện xấu xa của ngươi? Chỉ cần hiện giờ ngươi không có chết, tương lai làm tiểu đệ đệ của ta là được. Hiện tại giang hồ ai không biết, ngươi vì một nữ tử mà đi ngàn dặm, từ cực Tây Thanh Phong Đế Quốc đến Trường Sinh Cốc ở Hán Đường Đế Quốc. Tuy các danh bồn đại phái hận ngươi cực độ, nhưng ngươi lại được không ít thiền kìm tiểu thư thông cảm. <laughs> ta thấy bất tử bà Vương nên đổi danh thành Đại Giác Mà mới đúng. Cô đường đừng có suốt ngày gọi ta là tiểu đệ. Thế có được không? Không sợ tổn thương tình cảm giữa ca ca vội vội chúng ta hả? Thầy huyền huyền trừng mắt. Hắn vội đổi thành. Là tình cảm giữa huynh vội. À, giữa bằng hữu bằng hữu. Tiểu bạch đáng chết. Nghe cho rõ đây. Ngươi là tiểu đệ đệ của ta. Sau này không được nói lằng nhằng nữa. Nghe rõ chưa? Tiểu đệ của cô nương ư? Vì sao? <laughs> Nghĩ đi. Ai nấy đều sợ bất tử mà vương. Nhưng ta võ thánh vĩ đại nhất trong tương lai lại thu phục được bất tử chỉ mà người nói xem uy phòng bao nhiêu chứ ngất tả ngất mất thôi đầu cô vải thiên trợn tròn mắt đây là ý niệm kiểu gì thật không hiểu tiểu bà nữ suy nghĩ cái gì nữa mà kể hắn tỏ ra ấm ức tiểu bà nữ tiếp lời lần đó tùy trên đường tới trường sinh cốc ta có giúp ngươi nhưng vì mấy lão đầu khốn kiếp xuất hiện nên sau cùng ta không dám đi theo nghe nói Lần ấy người ủy phòng rạng rỡ, xa thần thành ma, rồi một mình khiêu chiến hơn ngàn người. Thật hy vọng người đã tới bất tử trì cảnh trong truyền thuyết đó. Người nghĩ xem, võ thánh tối vị đại như ta, mà có một nhân vật đáng sợ đi theo thì thật là sướng đến phát khóc. Nói đoạn, mắt của nàng sáng rỡ, ra vẻ say sưa. Độc cô bảy thiên ủ rũ chồng thêm ủ rũ, trước ý nghĩ vừa điên cuồng vừa cổ quái ly kỳ của tiểu hà nữ, buộc phải đưa tay rùa rùa trước mặt của nàng. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Huyền huyền phẫn hận gạt tay hắn ra. Tiểu bạch đáng chết, sau này phải chú ý, không được quấy nhiễu lúc ta đang suy nghĩ. Đầu cô bại thiên thẩm than, tả ngất mất thôi, đó là suy nghĩ cái gì, phải là nằm mơ giữa ban ngày mới đúng. Ta nghe nói, người muốn đến thiện bà cốc, chúng ta phải tính kế lâu dài. Chúng ta sao? Tính kế lâu dài à? Cô đường cũng muốn đi sao? Cái gì mà cũng, mà giáo thần biết như thế, ta xưa này vẫn muốn đi, nhưng không tìm được nơi đâu. Thật là không biết thiền bà cốc ở chỗ nào. Độc cô bại thiên nhìn nàng với vẻ cổ quái. E rằng tiểu bà nữ đến đó nhận định sẽ quấy tùng lên cho mà xem. Được, việc này phải tính kế lâu dài. Cô nương muốn đi cùng ta cũng được. Thế sao được? Họ cần người chứ không phải cần ta. Thế cô đương định thế nào? Ta biết người mà giáo sẽ đến tìm người trong hai ngày nữa. Lúc đó, người cứ theo chúng. Ta lén đi theo. Dọc đường ngươi để lại ám ký cho ta, nhưng phải kín kín vào. Đầu cô bại thiên ghi hoặc nhìn huyền huyền nói. Còn phải để ám ký nữa, có nhất thiết phải thế không? Người thì biết cái gì, mà giáo tùy từng bị tiêu diệt, nhưng không đầy trăm năm trước lại đầy nhân tài cao thủ như mây. Tất nhiên phải có chỗ hơn người. Ta nghe nói mấy chục năm trước trong mà giáo có mấy người đã tới đế cảnh cao thủ. Không hiểu bao năm nay họ tu luyện đến cảnh giới nào rồi. Thiền bà cốc sửa này vẫn là nơi thần bí. Người ngoài chỉ có biết lờ mờ phạm vi, chứ không biết vị trí cụ thể. Ta đoán rằng có tuyệt đỉnh cao thủ ngầm xử lý những người đến thăm dò. Nên khi người ma giáo đến đón ngươi, khẳng định có đế cảnh cao thủ ở phía sau. Ta không thể đi quá gần được. Đồng cô bại thiên hít sâu một hơi khí lạnh. Đã tới đế cảnh cao thủ từ mấy chục năm trước ư. Mà giáo đúng là cao thâm mạc trắc. Huyền huyền nói, cho người biết thêm một bí mật nữa tổ chức sát thủ đệ nhất đại lục thích huyết được mà giáo chống lừng đấy tôi cô bại thiên lại cả kinh cứ thế đi đến lúc đó người để lại ám ký cho ta giờ mọc về cách điếm biết đầu người bà giáo đã đến nơi rồi vừa dứt lời tiểu bà nữ tàn biến như gió Lục hắn phải đến cách điếm trời đã sáng mạnh vào phòng rồi hắn liền vùi đầu ngủ không còn tập đoàn sát thủ đệ nhất uy hiếp hắn không cần lo lắng chỉ còn mỗi một việc gây chuyện để mà giáo đến thủ dọn thôi. Một ngày sau cũng có người tìm tới, một trung niên tướng mạo bình thường. Nếu đứng trong đám đông, tất nhiên không ai chú ý đến. Đầu cô Bảy Thiên ngồi trên ghế, thử thái uống trà, lắng nghe trung niên kia nói. Đầu cô công tử, trên dưới tệ giáo đều cảm kích việc công tử giúp đỡ. Người đón công tử đã tới, tối nay muốn mời công tử lên đường. Sao phải chờ đến tối? Ta sợ đi bàn đêm lắm. Chuyện này công tử không hiểu rồi. Chính giáo xưa này không ưa bản giáo. Lần này công tử thẳng thắn nói là muốn đến thánh địa thiền bà cốc, càng khiến chính giáo cảnh giác hơn. Có không ít cao thủ đang tới đây. Hơn nữa, có những thế lực khác cũng chịu mũi rùi vào công tử. Là tập đoàn sát thủ đệ nhị đại lục cũng tham dự. Các gia tộc e rẻ công tử đã phái tử sĩ trong gia tộc tới, chuẩn bị ngầm gậy bất lợi. Để công tử được an toàn, nên chọn cách đi ban đêm. Đầu cổ bại thiền cười lạnh đối diện với các lộ cao thủ thiên hạ truy sát, ta còn không sợ. Mấy tên vô danh tiểu tốt không dám nhìn ai đó, thì ta ngại cái gì? Trung niên kia vội cười phụ họa. Công tử thần uy cái thế, hải tăng này thành danh công tử vang cóc cả đại lục, thật khiến cho bọn tiểu nhân nở may nở mặt. Bọn tiểu nhân biết, họ căn bản không làm gì được công tử. Nhưng giờ đã khác, đôi khi chúng ta giải được phong ấn của các tuyệt thế cao thủ tiền bối, thì muốn thu thập chính xáo thế nào thì thu thập thôi. Đầu cô vải thiên cười lạnh trong đọng. Lúc đó, chắc các người khai đào đầu tiên với ta. <laughs> e rằng lần này các ngươi sẽ cổng cốc thôi. Ngoài mặt thì hắn lạnh lùng nói. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Nếu muốn mời ta đến mà giáo, thì ngày mai đến đón ta. À đúng rồi, thuận tiện cho người biết luôn. Hiện ta đang trọng thương, tạm thời không thể động thủ. An toàn của ta là do các người phụ trách đấy. Trung Điền Kiên nhằn nhó ra khỏi phòng đêm đó hắn ngủ yên lành dù bên phòng liên tục vàng lên tiếng bình khí và chạm với hắn hoa ra lại thành âm nhạc thôi miên hôm sau đợi khi hắn ăn sáng xong trung điền kia lại tới công tử sẵn sàng lên đường chưa hắn lọc lọc mép nhấp một gụm trà rồi nói được chúng ta đi thôi phía bên ngoài khách điếm có hơn hai mươi người đứng ai đấy mắt sáng rực thoạt nhìn biết đều là cao thủ một lão già gầy gò đứng giữa khiến hắn giật mình thực sự. Tu vi rõ ràng đã đến vương cấp cảnh giới. Ngoài ra, còn hai thanh niên 27, 28 tuổi cũng khiến cho hắn chú ý. Họ đều đã đến cảnh giới thứ vương cấp. Hắn nhìn hai người này, trận đại ra cảm giác từng gặp ở đâu. Một chốc sau, hắn liền tỉnh ngộ. Không phải là số 2 và số 3 trong ba sát thủ bịt mặt ở thảo quyền phía tây thành phòng đế quốc ư. Xem ra, huyền huyền không có nói ngoa. Tập đoàn sát thủ đệ nhất đại lục đúng là người của mà giáo. Lần đó, họ muốn thử xem hắn đạt đẳng cấp thế nào. Họ muốn bắt hắn đi. Hắn liền trở nên khí phẫn. Hôm đó, hắn chật vật như vậy rồi mà chúng còn té nước theo mưa. Đúng là đáng chết. Thấy sang mặt của hắn không lành, Trung Điền vội nói. Xin bởi công tử lên ngựa, đã chuẩn bị xong cả rồi. Được, chúng ta đi thôi. Nhưng ngàn sao vây quanh vầng trăng Quanh đầu cô bại thiên là vô số bảo tiêu Cả toán tiến về thiền bà cốc Dòng đường đi Hắn cực kỳ thông song Bình quân cứ nửa thời thần Lại thấy một trận đấu hoành tráng Nhìn mấy người bịt mặt đấu với cao thủ mà giáo Hắn lại được dịp thoải mái ngắm nhìn Chán thật Sao kém thế gì Không thấy người mà giáo nào đổ máu Mẹ nó chứ Không có cao thủ nào đến sao Đầu cô bại thiên ngầm rủa. Nếu người mà giáo biết hắn nghĩ vậy Không thổ huyết mới là lạ Dọc đường cứ đấu đấu giết giết. Dần dần hắn cũng thấy thích thú. Cứ như vậy tận ba ngày liền. Mà giáo thiệt hại mấy hảo thủ. Nhưng hắn nhận ra nét lãnh cốc vô tình của họ. Vương cấp cao thủ và hai cao thủ thứ vương cấp chỉ bất động trên lưng ngựa, không quan tâm đến sinh tử của thuộc hạ. Hắn lên tiếng hỏi thì vương cấp cao thủ hồi đáp. Nếu thực lực của đối thủ cao hơn, tại hạ sẽ xuất thủ. Còn chết dưới tay đối phương thì là họ đáng chết. Mà giáo chỉ cần tình anh chứ cần gì phế vật. Hắn nghe vậy thì thầm kinh hãi. Chả trách ba giáo cao thủ như mây. Một mình chống lại được cả chính đạo. Tuyệt không phải là may bắn. Lại thêm hai ngày nữa. Mọi đột kích tắt hẳn. Hắn biết không còn cách thiền ba cốc bao xa. Tất cả những người đột kích đều bị đế cảnh cao thủ trong bóng tối xử lý. Lại thêm một ngày nữa. Cả toán tiến vào dãy núi ở cực đông hán đường đế quốc. Đời này đã dựng lởm chởm cây cối rợp trời như tiến vào không gian sinh tồn của người quyền thủy dao động thoạt có thoạt không dấy lên trong lòng đầu cô bài thiên hắn không lạ gì với loại dao động này lúc ở cung điện dưới lòng đất thông châu thành tại thành phong đế quốc hoặc ở mà vực ký thức của tuyệt đại cường giả lưu lại cũng thế này hắn biết mình đã đến thiền mà cốc trong truyền thuyết đầu cô bại thiên kích động vô cùng tuyệt đại cường giả đây lại không ít dấu tích tại đây nhận định có những bí mật chưa ai biết đến, khẳng định không chỉ đơn giản là phong ấn các tuyệt thế cao thủ của bà giáo tử xưa. Hắn lớn tiếng, thiên ma cốc, ta đến rồi đây. Cao thủ của ma giáo tỏ vẻ kỳ quái nhìn hắn, không hiểu hạ cớ gì mà ngồi xào thái bạch này lại kích động lên như thế. Đầu cụ bại thiên hít sâu một hơi rồi nói, thiên ma cốc ở gần đây rồi. Vương cấp cao thủ hơi kinh ngạc nhìn hắn, không sai, tới thiên ma cốc rồi. Trước đây có vô số người đến thám thính bí mật nhưng đều vô hiệu. Vì sao công tử lại phát hiện ra? <laughs> Vì ta là trung nhân chi ma. Người ma giáo, tuy cực độ bất mãn với lời lẽ cuồng vọng của gã, nhưng không dám nói ra. Lại đi qua một vạt rừng nguyên thủy, vách đá dựng đứng xuất hiện trước mặt trung nhân. Hắn tỏ vẻ hồ nghi, thấy vậy trung nhân đều không giấu được nét đắc ý. Hắn há hốc miệng, nhìn chăm chăm từng người ma giáo nhảy xuống vách đá. Vương cấp cao thủ gầy gò nói, xin mời. Hắn đột nhiên biến sắc, nhưng rồi thanh tính trở lại ngay, xảo bước tới nhìn xuống thầm cốc không đáy, chợt hé đủ cười. Hắn tin rằng mặt giáo trung nhân không có bị điên, khẳng định không vô duyên vô cớ, ngủ xuẩn và tự sát. Họ dám nhảy xuống, tận sẽ không nguy hiểm gì. Hơn nữa hắn không tin, khi chưa giải được phong ấn cho các tuyệt thế cao thủ bị phong ấn, họ lại hại hắn. Hắn tung mình nhảy xuống, thần hình không rơi xuống nhanh như tưởng tượng không đầy một trượng đã chạm xuống đất. Tiếp đó cảnh vật trước mắt hắn chợt biến đổi. Một sơn cốc rộng rãi, phong cảnh tu lệ xuất hiện. Trong cốc cỏ xanh bờn bận, hoa nở rực rỡ, mùi hương thoảng thoảng đưa. Ngoài xa là đỉnh đài đầu cát cùng đất chảy rì rào. Cảnh tượng như là thế ngoại đảo nguyên. Hắn thấy vậy thì há hốc miệng, không dám tin vào mắt của mình. Không xong ngờ nổi, mình đã đến một vùng thiền địa khác. Cạnh đó, mà giáo trung nhân đều mỉm cười nhớ lại lúc mình và ma giáo thánh địa học nghệ tình cảnh không phải cũng như vậy ư vương cấp cao thủ cười nói không cần phải kỳ quái chắc công tử có nghe nói đến kỳ bồn độn giáp ma giáo thánh địa thiên ma cốc có bài tuyệt thế đại trận gọi là thiên ma khốn thần vì thế người ngoài không thể tìm được vị trí chính xác của bản giáo nếu không có người bản giáo dẫn đường người ngoài đừng bơ tiến vào nửa bước dù cố tình tiến vào dù công tử có bản lĩnh thông thiên cũng sẽ xa vào cảnh vạn kiếp bất phục Toàn đại trận này lợi hại như vậy ư ừ. đương nhiên đám ngụy quân tử chính giáo Quỳnh Đảo võ lâm dốc toàn lực trùy sát bản giáo phải lùi vào tiền mã cốc mặc cho chính giáo rải thảm tìm kiếm nhưng không tìm ra tung tích của các tiền bối dù có người vào đại trận cũng rời thẳng xuống mà thôi đáng cười là đám ngụy quân tử đó đồn ầm lên là đã diệt sạch bản giáo đúng là vô sỉ Đồng cô vại thiên không khỏi lo lắng cho tiểu bà nữ. Dù dọc đường để lại không ít ám ký, nhưng vẫn thấy bất an vô cùng. Vương cấp cao thủ kia tiếp lời. Đừng nói cao thủ thông thường, dù là thánh cấp cao thủ cũng không thể vượt qua. Giáo điển có ghi lại rằng, năm xưa có một vị thánh cấp cao thủ định xông qua thiên mà tỏa thần đại trận, nhưng vẫn phải ôm hận quay về. Từ đáy lòng của hắn, thanh âm lâu lắm không thấy xuất hiện lại vang lên thiền mà tỏa thần trận là cái gì? Chẳng qua là chút ảo pháp. Đợi đến kỳ thánh cảnh thiền nhãn mở ra, thì tất cả đều rõ mồn bột. Thiền mà cốc cực rộng lớn, hắn được chúng nhân dẫn đường tiến vào đại điện nghị sự của ma giáo. Bên trên điện, có bảy bức tượng bà quỷ hùng ác cực độ. Hắn bút bật cười. Phật giáo cúng phụng Phật đà, Bồ Tát là hắn. Đạo giáo thờ Tam Thanh, không ngờ ma giáo có bà tượng riêng. Không hiểu là những yêu mà nào hai bên đại điện chật ních người, khí tức của ai cũng là miền man. Hắn tầm kinh hãi, cảm ứng không dưới 10 người đặt tới cao thủ thứ vương cấp trở lên. Trên chiếc ghế ở chính giữa, điều khắc yêu ma có một trùng điền chừng 60, dáng vẻ không giận mà oai, khi thế hùng hồn loáng thoáng phát ra. Lẽ nào, đó là ma giáo giáo chủ, lãnh tụ tối cao của võ lâm ta đạo. Hắn thẩm đoán. Vương cấp cao thủ cầy gò đi trước thị lễ, thuộc hạ không phụ lời giao phó của giáo chủ đã đưa độc cô công tử tới đây <laughs> độc cô công tử quả nhiên thần màng mà đạo vương giả chi khí con trẻ đã đạt được tu vì thế này thật là may mắn cho mà đạo chúng ta ma giám giáo chủ cái thiên phong cười hà hạ Đầu có giáo chủ quá khen thôi giáo chủ mới là người hùng tài đại lược tranh bát thiên hạ chỉ là chuyện trong tay hắn giải cùng kính người đâu mong mời đầu cô công tử ngồi xuống. Cách tiền phòng ra lệnh. Tiếp đó, cách tiền phòng giới thiệu với hắn mọi người trong đại điện, trường lão, hộ pháp, sứ giả, đến khi hắn choáng váng với giới thiệu xong. Xem ra mà giáo chúng dần phì thường trọng thị hắn, phàm những ai hơi có thần phận đều có mặt tại đây. Trung dần cực kỳ cung kính với hắn và bởi bộ phục thật lòng thanh niên đã quấy loạn thiên hạ lên này. Nghe những lời thật thật giả giả đó, hắn thầm cười lạnh không phải các người muốn tả dốc hết sở năng giải khai phong ấn đến giờ mới kính lễ thế này khi ta hoàn thành quyện vọng cho các ngươi rồi thì sẽ trở mặt ngay chứ gì tiếp đó mà giáo trung nhân không nhắc gì đến việc giải phong ấn trên điện bài tiểu yến tẩy trần cho hắn trung nhân liên tục kính rượu với hắn dù đã vận công hóa giải sau cùng hắn vẫn thấy đầu óc quay cuồng Mềm mê mề hồ hồ cục xuống bàn trung nhân thấy thế bật cười trong lúc mơ màng Hắn cảm giác mình được hai cánh tay mềm mại đỡ vào một gian phòng. lùng tỉnh lại, mặt trời đã mọc lên ba con sao. Mở mắt ra, là hắn sa vào cảnh ngượng ngùng vô cùng, đang nằm trong vòng tay ngọc. Hai nữ tử cực kỳ xinh đẹp quấn lấy hắn như vòi bạch tuộc. Tức thì, mặt hắn nóng bừng, cố nhớ lại, hình như đêm qua rất yên cuồng, còn tưởng là mộng cảnh, nào ngờ là thật. Hắn kẽ rút tay ra, định trở dậy thì hai nữ tử đã mở mắt, hổ thẹn nói: công tử, bọn tiểu tỳ đến thị hầu ạ. À? Không cần, tại hạ tự mặc được. Đoạn hắn cuống cuồng mặc y phục vào. Dù thế, hai nữ tử vẫn đến hai bên hầu hạ hắn chỉnh trang phục. Mẹ nó chứ, người bà giáo đúng là đầy ma tính. Không cần hỏi lão tử có cần không, lại đưa hai nữ tử tới đây. Ồ, các vị về đi, nơi này không cần các vị hầu hạ đâu. Hai nữ tử kia biến sắc, run giọng gần như bật khóc. Lẽ nào công tử ghét bọn tiểu tỷ sao? không phải ghét bỏ, mà thật sự tại hạ không cần người hầu, tại hạ không có quen. Mong công tử thương tình, giáo chủ đã hạ lệnh, nếu bọn tiểu tỷ khiến công tử không vui, bị công tử đuổi đi, thì bọn tiểu tỷ khó sống đấy. Tại hạ không bảo các vị đi vì bực mình, thật sự là không quen với việc được hầu hạ. Hai đứa tử kia bắt đầu bật khóc. Ngừng, ngừng, ngừng ngay. Hắn không chịu được cảnh nữ tử khóc lóc, cũng không hy vọng họ mất mạng. Quân chi, họ đã phát sinh quan hệ thân mật với hắn. Hai nữ tử ngừng khóc, nhìn hắn với vẻ vô cùng đáng thương. Hắn nói, nếu liên quan đến tính mạng, thì hai vị ở lại đi. Hắn ủ rũ bước ra khỏi phòng, không muốn cả ngày đối diện với hai nữ tử tình ý dâng tràn. Thiền bà cốc thần bí không hề đầy nguy hiểm như ngoại giới tưởng tượng. Ngược lại, cảnh sắc đời này như trốn thế ngoại đảo nguyên. Lời đồn nguy hiểm ở bên ngoài vẫn thịnh hành, có lẽ vì thiền ma tòa thần đại trận hắn lần lượt gặp đệ tử ma giáo, ai cũng khách khí chào hỏi với hắn. Hắn đi dạo trong cốc, bật răng đến đường một quảng trường. Đập vào mắt của hắn là bức tượng đồng. Không hiểu bức tượng đồng đã trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mà bề mặt lốm đốm rêu. Đó là bức tượng một trung điền nam tử cao lớn, chắp tay sau lưng, như là ma thần đang nhìn xuống dưới chúng sinh. Tuy chỉ là một bức tượng, nhưng phát ra khí thế bức nhân, thoạt có thoạt không. Hắn thầm kinh hãi nhất định là tuyệt đại cường giả từ xa xưa của thiên bà cốc. Bức tượng vẫn còn vương lại một tiền tinh thần lạc ấn, mới phát ra được khí thế bức nhân. Thật ra là thần thánh phương nào? Đúng là nhất đại nhân kiệt. Hắn thật lòng khen gợi. <laughs> Tiểu hữu cũng cảm giác được khí thế bức nhân sao? Đúng là hiếm có, không có tù vị đế cảnh trở lên, khó lòng cảm ứng được. Một lão giả không hiểu xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Độc cô Bảy Thiên giật mình thất sắc. Lần đầu tiên hắn bị người ta vù thành vù tức đến sau lưng mà không phát hiện ra. Quay lại nhìn lão nhân thì hắn không giấu được nét kinh ngạc. Sa mặt của lão nhân nhằn nhúm đến độ không thể nhằn nhúm hơn được nữa. Đỉnh đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc bạc, gầy gò khôn tả như da bọc xương. Lưng lại còng xuống, cơ hồ chỉ một trận gió thổi qua là có thể ngã cục. Ông ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Hắn thầm ước lượng, đồng thời liên hệ đến tù vị đáng sợ đến sau lưng hắn mà hắn không phát hiện ra. Sau cùng, hắn khẳng định lão nhân này chính là nhân vật đạt tới tế cảnh từ mấy chục năm trước như Huyền Huyền đã từng nói. Tu vi của tiền bối cao lắm, nhận định là ma giáo danh túc, tin rằng tiền bối biết bức tượng này là ai. Đương nhiên, đó là khai sơn tổ sư của ma giáo, thiền ma lão tổ, là võ thánh mạnh nhất cổ kim đây. Nói đoạn, đôi mắt mở đục của lão nhân phát ra thần quang sáng rực. Võ thánh vĩ đại nhất sao? Không phải là cổ vãng kim lai để nhất cao thủ đấy chứ? Đầu cổ bài thiền kinh hãi. Không sai, người là võ thánh của võ thánh đây. Ánh mắt của lão nhân đầy sự sủng kính. Đã là võ thánh của võ thánh, sao ông ta lại chết? Ai nói người đã chết, không ai giết được lão tổ cả. Lẽ nào là bị phong ấn? Các vị nóng lòng tìm tại hạ vì ông ta sao? Độc cụ bại thiên lại hỏi. <laughs> Tiểu hữu liền tưởng quá đà rồi. Trên đời không ai phong ấn được lão tổ. Chỉ là người biến mất thôi. Rồi sẽ có ngày người trở lại. Ánh mắt của lão nhân đầy cuồng nhiệt. Không giống như người đang đúc gần đất xa trời tí nào. Lẽ nào xưa nay chưa ai sánh được thiên ma? Lão nhân trầm tư hồi lâu. Có, có chứ. Từng có một người hơn nữa người đó xác thật mạnh hơn thiên mà lão tổ. Bất quá chỉ đã từng mà thôi, vì người đó đã tàn nát hình thần, không thể quay lại cõi đời nữa. Từng có cao thủ còn mạnh hơn, thậm chí hơn cả thiên ma ư? Độc cổ bại thiền cả kinh hỏi. Không sai, nhật thần tù vi của người đó, chấn cổ thước kim, ngạo thế vạn đại, không ai sánh được. Lão nhân hạ giọng, lộ vẻ sầu muộn. Là ai? Độc cụ bại thiên nóng lòng hỏi. Ông ta là ai? Là vạn năm rồi. Tuyên Nguyệt phiều diều. Nhưng tên ông ta vĩnh viễn là cấm kỵ với mà giáo. Nói đoạn lão nhân tỏ vẻ buồn bã đi về xa xăm. Một người chết cả vạn năm mà vẫn được tôn sùng như vậy, thì lúc sinh tiền tất phải vinh diệu tột đỉnh. Nghĩ đến người lúc đó còn sống vù hạn phong quang. Độc cô Bãi Thiên kích động trong lòng. Sống là nhân kiệt, chết cũng làm quỷ hùng đại trưởng phu xuất hiện giữa tiền địa thì phải cả đời oanh oanh liệt liệt tạo ra thật nhiều truyền kỳ Độc quán nhìn sang hướng lão nhân đi thì đã vô ảnh vô tung công lực của lão đầu này quá đáng sợ hắn lại nhìn tượng của thiên ma quay người bước đi hắn cạnh nhắm mắt thi triển đế cảnh thần thức nắm bắt dao động thoạt có thoạt không đó từ khi đặt chân vào trong cốc dao động đó luôn cuốn lấy hắn phảng phất đang hô hoán chỉ là hắn chưa có thời gian cảm ứng lẫn trong dao động là một tình cảm thê lương cô độc cựu hận phảng phất đang nói với hắn nỗi niềm cô tịch mấy ngàn năm nay hắn từ từ mở mắt sau cùng xác định được phương hướng dao động xuất phát chính là hướng lão nhân vừa đi đặt chân lên con đường lát đá xanh hắn đến dưới một gò núi nhỏ một tảng đá lớn các ba đại thự xuất hiện ẩn mà cốc phía cuối con đường thông sang một trận cốc khác hắn không ngờ thiên bà cốc thoáng đáng lại còn một tiểu cốc nhỏ hẹp khác. Cùng lúc đó, dao động trở nên mạnh hơn hẳn. Đương nhiên các tuyệt thế cao thủ mà giáo bị phong ấn qua các đời đều ở trong tiểu cốc này. Hắn hơi dò dự, có nên vào không? Vì không thấy bóng người nào, chính là trốn cấm địa. Kỳ quái là không ai trông nom Xem ra, bên trong hùng hiểm khó lường. Hắn vội rảo bước đi vào trong. Ở cốc khẩu ẩn ma cốc còn có ánh sáng nhưng càng đi vào trong càng tối tăm. Đến nơi sâu nhất thì như lạc vào trong đêm đen, thiên địa ảm đạm vô quang, trung quanh tối om om. Mười mấy làn dao động nhất thể tràn tới, phẳng phân tranh nhau kể lệ. Dao động nào cũng đạt đến mức mạnh hơn hết. Hắn cả kinh, vốn cho rằng chỉ có mấy người, xem ra ở đây có tới mười mấy thánh cấp cao thủ bị phòng ấn. Thực lực của ma giáo đáng sợ vô cùng. Tiểu hữu đến rồi sao? cùng lúc ấy, giọng nói giàn đua vang lên thật đột ngột. Đồng cô bại thiên giật mình quay lại. Lão nhân hắn gặp lúc trước, đứng trong bóng tối, cách hắn không xa. Còn cả chín lão nhân giả đùa như thế đứng cùng một chỗ. Mười cặp mắt giả đùa đang nhìn hắn không chớp, ai thấy tỏ vẻ kinh hỉ. Quả nhiên, từ hữu tự tìm đến đây, bọn lão phù đã không tìm nhầm người. Lão nhân kia nói chuyện lại lên tiếng. Ta, ta ngất mất thôi, Độc cô vải tiên nhủ thầm. lúc đó hắn mới hiểu vì sao người ma giáo không vội đi tìm bình giải cứu các tuyệt thế cao thủ. họ tính trước hắn sẽ tự đến đây. lão nhân kia tiếp lời. chỉ người có ma tính mới đến được đây. chỉ người tu luyện thành chân ma chi thể mới đủ khả năng giải cứu các cao thủ tiền bối bị phòng ấn. vì sao các vị khẳng định được mẫu tu luyện thành chân ma chi thể? <laughs> sau trận huyết chiến trên đỉnh phần sơn bọn lão phù đã biết trên đời có người tu luyện thành trật bà chi thể. Vì sao các vị biết? Tuyệt đại cao thủ bị phòng ấn của bản giáo, lúc nào cũng tranh chấp với phòng ấn. Do lâu ngày tiêu hao nên không còn đủ khả năng thám thính ngoại giới lâu dài. Ngày đó mọi phong ấn đều phát ra dao động cực mạnh. Theo giao điển ghi lại, tình huống này xảy ra chỉ trong hai khả năng. Một là người bị phong ấn muốn thoát khốn, hai là có người tu luyện thành loại thần công cổ xưa đó. Loại thần công phá giải được bất kỳ phong ấn nào. Sau đó không lâu, bọn lầm lan truyền tin đồn tiểu hữu xá thần thành ma. Qua nhiều lần khẳng định mới biết người đó chính là tiểu hữu đấy. Thần công cổ xưa ư? Là môn nào? Năm tháng trôi qua, Bồn thần công kinh thế đó đã thất truyền. Chỉ có mấy lão bất tử như bọn lão phù biết tới. Tầng thứ nhất là bất diệt kìm thần, cũng gọi là chân ma trì thể tầng thứ hai là bất tử trần thần. Còn sau đó là cảnh giới nào thì không phải thứ chúng ta hiểu được. Bắt đầu cô bại tiên lóe hàn quang. Loại công pháp đó lợi hại lắm ư. Thật sự hữu hiệu hơn hết để giải phóng ấn sao? Một lão nhân nhìn hắn đầy thâm ý. Đường nhiên đã lợi hại. Mấy thành cấp cao thủ điền thủ mới phá giải được phong ấn. Nhưng người biết công pháp đó không cần công lực cao lắm. Dùng sức một mình dẫn phát trận pháp là có thể phá giải phong ấn Tất cả đều nhờ vào thần thông của công pháp đó Nói vậy không khác nào Thiền địa đệ nhất thần công ư <laughs> Lão phù biết tiểu hữu đang nghĩ gì Bật qua lão phù khuyên cậu Đừng suy tâm vọng tưởng nữa Lấy được tầng tầm pháp thứ nhất Của công pháp này Đã là phục lớn bằng trời rồi Dù thế nào thì cũng không tìm được phần còn lại đâu Dứt lời Lão thở dài Môn thần công cổ xưa này đã theo người đó tan biến khỏi thế gian vĩnh viễn. Người đó ư, có phải tuyệt đại thiền kiều mạnh hơn thiền ma không? Đầu cô bại thiền cất tiếng hỏi. Mười lão nhân cùng trầm mặc, hắn biết đó là cấm kỵ của mà giáo. Một đạo nhân phá tan trầm mặc mà nói, mặc cho công pháp đó lợi hại đến đâu, đã biến mất khỏi xếp hạng trên thiên hạ thần công, coi như bị lịch sử chối bỏ rồi. Rõ ràng, lão nhân có thành kiến với chủ nhân phó công pháp, đồng thời cũng không có hảo cảm với chính công pháp. Thiên hạ thần công bài danh bảng ư, nói rõ xem nào. Lần đầu tiên độc cô bài thiên biết rằng thần công cũng có xếp hạng. Một lão nhân khác lại đáp, việc đã sửa lắm rồi, thiên hạ thần công có cửu đại thần quyết là huyền ảo hơn hết, không buồn đảo xếp trên buồn nào, là ngạo thiên quyết, kinh thiên quyết, chiến thiên quyết, mà thiên quyết, truyền đại đến giờ, mọi công pháp không còn như xưa. Nói cho đúng hiện giờ thì thiên ma quyết của bà giáo đứng đầu cửu đại thần công. Thiên ma quyết ư? Không sai, thiên ma quyết và ma thiên quyết xuất phát từ một nguồn. Thiên ma quyết thoát thai từ ma thiên quyết nhưng không kém hơn tí nào. Độc cô bãi thiên lòng hoa nở rộ, thẩm đắc ý. Mẹ nói chứ, lão tử thần có chiến thiên quyết, khiếu thiên quyết, kinh thiên quyết mà các người dám nói thiên ma quyết đứng đầu, đúng là lớn lối. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói, Nói như vậy, thần công dần dần thất truyền, võ công của người đời ngày càng kém ư. Không thể nói như vậy. Tất cả đều phát triển. Cựu đại thần công xác thật mất đi bản chất, nhưng mấy ngàn năm nay xuất hiện không ít công pháp thần kỳ. Cùng lúc ấy, dao động trong không gian ngày càng mạnh. Đầu cô vải thiên thậm chí nghe được tiếng rít thật lạ lùng. Bật giác lộ vẻ hổ nghi. Một lão nhân nói, Điều hữu nghe không có sai đâu. Đó đúng là một loại âm thanh quái dị bọn lão phù sẽ dẫn người đi. Người lão nhân dẫn hắn đi vào nơi tối nhất trong ẩn ma cốc. Đây là ẩn ma động phòng ấn cao thủ bản giáo. Một động khẩu tối om xuất hiện, so với động khẩu này thì tình cảnh tối tăm trong cốc vẫn là sáng sủa. Ẩn ma động phẳng phất hút hết ánh sáng, khiến thị lực của con người vô dụng nơi đây. được cô phải thiên thở dài, tối tăm quá. Đúng, nơi này hấp thu toàn bộ ánh sáng bên ngoài, tiểu hữu không thấy cả ẩn mà cốc đều ảm đạm vô quang ư. Ta chú ý từ trước rồi, vẫn lấy làm bức bối vì trên đỉnh cốc có thái dương mà trong cốc lại ảm đạm vô quang. Như thể có bài một tòa đại trận. Một lão nhân lại nói, mấy ngàn năm nay đều như vậy, người bị phong ấn sở dĩ chống trọi lại được giải vò là nhờ vào những kẽ hở của phong ấn lấy tiền địa tình khí ít ỏi mà duy trì sự sống. Vì nguyên nhân này mà trong cốc luôn ảm đạm vô quang đầu cổ bại thiền thầm đậm bẩm còn ngoan cưng hơn cả rán hồi nữa các tiền bối nhất định cũng cảm ứng được tiểu hữu đến nên mới phát ra dao động mạnh như vậy đầu của bại thiền nói chúng ta vào xem sao một đạo nhân nói tiểu hữu đi sau đừng bọn lão phu nếu tinh thần dao động sầm nhiễu thì đừng hoảng sợ họ không có ác ý bởi họ biết tiểu hữu đến để cứu họ thoát khốn hắn không thận trọng theo chân của mười lão nhân vào ẩn mà động lão nhân đi đầu móc một cái hộp trong ngực áo ra, lấy một viên dạ bình châu đặt lên trên tay của mình. Ẩn ba động sáng hẳn lên. Đi chừng 30 trượng, trung nhân dừng bước, một đạo nhân chỉ vào cánh cửa. Trong này phong ấn đại trưởng lão, đời thứ 109, huyết mà lão tổ. Đồ cô bại thiên nhìn mà đầu hung ác trên thạch môn mà hỏi. Sao trường lão lại bị phong ấn chứ? Không biết, giao điện không có ghi lại ngay cả những việc của mọi người bị phong ấn ở đây cũng rất ít được nhắc đến. Đi thêm mấy chục trượng nữa, các lão nhân dừng lại. Trong này phong ấn giáo chủ đời thứ 72, ám nguyệt ma quân. Ám nguyệt thần công của bản giáo là do người sáng tạo ra. Càng đi, đâu có vải thiên càng kinh hãi, vì người bị phong ấn từ càng lâu. Ở chỗ sâu nhất là đồ tôn của thiên ma, giáo chủ bà giáo đời thứ ba, thông thiên thần ma. Ông ta bị phong ấn gần một vạn năm rồi. Một vạn năm? Một người bị phong ấn cả vạn năm? Độc cô bại thiên trượt kinh hồ. Không sai, thông thiên ma tổ đã bị phong ấn vạn năm, chịu đủ khổ ải. Bị phong ấn vạn năm mà vẫn có thể giữ cho đình thức bất diệt sao? Đương nhiên, thông thiên ma tổ kinh tài tuyệt diễm, hơn 30 tuổi đã mà công đại thành, danh chấn thiên hạ. 35 tuổi đã siêu phàm nhập thánh, thực là trực thông cảnh hóa. Người là một trong những nhân vật mạnh nhất trong lịch sử ma giáo. Dù trong lịch sử võ lâm, cũng là nhân vật nổi danh vạn cổ. Nếu không phải là trước khi bị phong ấn, thì người thụ trọng thương, thì ai phong ấn được người? Có lẽ vì thương thế hao tận cần hết tình lực, bằng không người đã phá ấn mà ra lâu rồi. Phản phất hồi ứng cùng lời của trưởng đạo ma giáo, thành môn bị phong ấn toát ra tinh thần dao động hùng hồn. Chúng nhân lập tức cảm giác nghẹt thở mạnh mẹ nó chứ mạnh quá Độc cô bại thiên thầm kinh hãi bị phong ấn vạn năm mà còn thế này thì năm xưa không biết ông ta đáng sợ thế nào không có để tưởng tượng ra lúc ông ta còn tung hoành đại lục thì phong quang vô hạn đến đâu tiểu hữu cảm giác thấy không tâm tình của lão tổ hiện tại bị phẫn thế nào một vạn năm rồi lão tổ trọng thương mới bị phong ấn nếu ý chí của người không như sắt thép chắc đã tàn thành hình thần vì phong ấn rồi đâu có phải thiền tự chủ. Sao ta lại cảm giác thấy, cảm giác đó hơn cả bị phẫn, mà là oán niệm. E rằng vì thế mà ông ta trụ lại đến bây giờ. Cũng giờ cửu hận không thể phai nhạt đó. Nếu ông ta phát được phong ấn, mà kẻ phong ấn nằm xưa còn sống thì tốt, bằng không thì oán ký ngập trời này sẽ là mang lại cho đại lục hạo kiếp vô biên. Ôi, nếu tù vị của đảo tử đạt tới thánh cấp, tới hóa cảnh thì sẽ nghĩ cách thả ông ra, mặc cho ông tung hoành tiếc là tu vi hiện giờ của lão tử quá thấp. Thả ông ra thì lão tử làm sao đây? Thôi, cứ tiếp tục oán hận đi nha. Hắn cố ý nhíu mày. Năm xưa vị tiền bối này dị thường thần dũng. Phong ấn của tiền bối cũng mạnh hơn hẳn người khác. Muốn giải khai khó hơn nhiều. Mà giáo thập đại nguyên lão thở dài. Đúng như vậy. Phong ấn thông thiền lão tổ mạnh hơn người khác rất nhiều. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ cách cứu người ra. Nói đùa sao? cả người cứ ở đấy mà mơ mộng đi Đâu cô bại thiên thẩm nhủ Rời khỏi ẩn ba động rồi ra ẩn ba cốc hắn vẫn không thể bình tĩnh được cứ đi lờ đãng trong cốc suy tư vô vàn từ ẩn ba cốc nghĩ đến cùng điện dưới lòng đất thông châu thành những cao thủ bị phong ấn ở ma động đều còn sống thì không khó tưởng tượng rằng những tuyệt thế cao thủ bị phong ấn ở cùng điện dưới lòng đất vẫn còn người chừa chết Như lại kỳ ngộ ở cùng điện dưới lòng đất hắn vẫn kinh hãi hai làn tinh thần dao động khiến cho hắn hoang mang lấn cấn mãi hắn không hiểu nổi hai người đó có liên quan gì đến mình còn cả dao động mạnh mẽ nhất đó khiến cho hắn hoảng sợ kết hợp với tin tức của mà giáo thập đại trưởng lão tiết lộ ra thì người bị phong ấn mạnh tới cực độ nếu không trọng thương thì đã phá ấn và ra rồi hắn không tưởng tượng được nếu ông ta thoát được đại lục sẽ rúng động thế nào từ di tích bị phong ấn và xét thì lịch sử của cung điện dưới lòng đất còn lâu đời hơn cả ẩn bà động càng kinh hãi là trải qua gần ấy ngàn năm bây giờ tinh thần dao động nhưng cung điện vẫn mạnh hơn bà động hiển nhiên tu vi của người bị phong ấn ở đó còn cao hơn tuyệt thế cao thủ bị phong ấn của mà giáo mẹ nó chứ đáng sợ thật không hiểu thần thánh phương nào có được thần thông phong ấn võ thánh hắn biết không phải một người mà làm được như thế dù không phải chỉ một nhóm nhiều võ thánh như thế thì không thể cùng một thời gian, cùng một thời đại. Dù thế nào, người thực hiện phòng ấn càng mạnh hơn. Khó tưởng tượng được hiện giờ họ ẩn thân ở nơi đâu. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy bất an. Trong lòng dậy sóng, càng nghĩ càng nghi hoặc. Sau cùng thì hắn chìm vào giấc ngủ trên bãi cỏ mềm mại. Lúc hắn tỉnh lại, đã thấy sàm bọc trì chít, mình đọng đầy sương đêm. Quay về gian phòng được bà giáo sắp xếp sẵn, thì hai nữ tử bị đệ đang lo lắng chờ đợi. Công tử về rồi, bọn tiểu tỷ lo quá, tưởng là công tử kết bỏ mà đổi nơi ở, như thế giáo chủ sẽ rách phạt. Giọng cả hai trùn chảy, xem ra họ thật sự sợ hãi. Đồng cô bại thiện bó tay, hai nữ tử dù nhan sắc không tệ, nhưng nói thật hắn không có nửa điểm hứng thú với họ. từ độ minh nguyệt qua đời khiến cho hắn đau thường lắm rồi, nhất thời không còn tâm tình làm gì với nữ tử khác. Hắn hạ quyết tâm ngày mai sẽ nói rõ vì mà giáo giáo chủ cái tiền phòng không cần họ phục thị thêm nữa cũng không cần lấy mạng của họ ồ vậy thì viên hai vị ừ, chuẩn bị cho mấy món ăn vâng ạ à, hai đứa tử vâng lời một chốc sau đã mang lên lại rót rượu các thức ăn thị hầu hắn vừa ăn vừa uống ngẫm nghĩ vì sao cùng là người mà vận mệnh lại khác nhau như thế mạnh như tiền mà sẽ vạn cổ lưu danh vạn chúng kính ngưỡng nhưng hai nữ tử này lại đáng thương vô cùng. Cả sống chết của bản thân cũng không được quyết định, hoàn toàn dựa vào sắc mặt của người ta. Trên đời có nhiều bất công, đâu có phải thiên ta nhất định phải nắm giữ vận mệnh, làm chủ cuộc đời mình. Ăn xong, hắn bảo hai người, các vị ngủ tại phòng khách đi. Thế hai người định nói, hắn nói trước, bằng không các vị cứ quay về chỗ cũ. Hai người kia vội cúi đầu thu dọn, rồi đi ra phòng khách.